Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện tình trạng công dân sau khi hoàn thành cách ly tập trung trở về, tiếp tục cách ly tại nhà đã phát hiện nhiễm COVID-19. Với mục tiêu quản lý chặt các công dân trở về từ vùng dịch, ngăn chặn nguy cơ phát sinh ổ dịch trong cộng đồng, huyện Quảng Điền đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường, trong đó phát huy vai trò của các tổ phòng chống dịch tại cộng đồng. Sau khi phát hiện các trường hợp dương tính với COVID-19 sau thời gian cách ly y tế tập trung trở về địa phương tại thôn Hà Đồ, Phước Lập, xã Quảng Phước, công tác phòng chống dịch COVID-19 được Quảng Điền nâng lên ở mức cao nhất. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện đã huy động tổng lực siết chặt công tác quản lý các trường hợp cách ly, đồng thời hỗ trợ các hộ dân ở khu vực phong tỏa giãn cách mua sắm hàng hóa thiết yếu để người dân yên tâm ở nhà phòng chống dịch bệnh. Để đảm bảo các quy định trong việc thực hiện giám sát y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà đối với những công dân trở về từ vùng dịch, những đối tượng F2 xã Quảng Lợi đã phát huy vai trò của tổ phòng chống dịch cộng đồng. Tại thôn Ngư Bị Thành, tổ phòng chống dịch cộng đồng của thôn đã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các công dân thực hiện nghiêm các quy định. Ban chỉ đạo xã thường xuyên kết hợp với tổ cộng đồng thôn đến từng nhà đình, từng nhà có cách ly thì thường xuyên nhắc nhở với đối với bà con. Khi được vận động và tuyên truyền đến các hộ gia đình của người dân thì nhà họ là họ tách riêng cho những là cái công dân mà ở nơi các vùng dịch về, còn gia đình là họ là xin ở nhờ các gia đình anh em cũng như bà con. Hoạt động của tổ COVID-19 cộng đồng của các thôn đã giúp các xã, thị trấn rất lớn trong việc nắm bắt tình hình con em địa phương trở về từ vùng dịch, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các quy định về phòng chống dịch. Một nét nổi bật trong công tác siết chặt quản lý các trường hợp cách ly y tế tại nhà của huyện Quảng Điền, đó là Ủy ban nhân huyện đã tiến hành khởi động các cơ sở cách ly tập trung lưu trú các công dân trở về từ vùng dịch sau khi hoàn thành cách ly tại các tê của tỉnh. Qua đây, để tạo thuận lợi cho những gia đình chưa đủ điều kiện cách ly y tế tại nhà. Bà con đã hoàn thành cách ly ở các tê của tỉnh về, thì chúng tôi tập trung tuyên truyền để bà con cũng nhận thức được là cái vấn đề mà phải tham gia vào trong cái công tác phòng chống và cũng như là thực hiện nghiêm các cái quy định của nhà nước. Kèm theo đó là về cái vai trò của các cái tổ cộng đồng phòng chống dịch là cũng thường xuyên cũng giám sát và kiểm tra. Rồi kèm theo đó là chúng tôi là cũng yêu cầu các địa phương là hỗ trợ về lương thực thực phẩm đối với các cái gia đình mà khó khăn. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và không để người dân hoang mang lo lắng, huyện đã triển khai nhiều phương án và các kịch bản ở mức cao nhất có thể xảy ra để có sự chủ động, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp người dân không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.